Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh video tiếp theo của mình. Và hôm nay là ngày 30 tháng 3, là như là ngày cuối cùng của tháng 3 rồi đó. Thì không biết là các bạn đã gọi là ở nhà chống dịch như thế nào rồi. Hiện tại thì mình đã được cho nhà trường cho nghỉ để mà ở nhà chống dịch một thời gian. Thì không biết là khi nào đi học lại thì khi nào người ta thông báo thì mình sẽ vào học lại. Còn thời điểm hiện tại thì mình được nghỉ để ở nhà chống dịch. Và các bạn ở nhà thì trong thời điểm hiện tại thì chắc chắn là các bạn cũng đã được nghỉ học, cũng như là anh chị nào mà đi làm chắc cũng có một vài công ty người ta đã cho nghỉ một thời gian để mà chống dịch. Thì trong thời điểm hiện tại thì các bạn nên là ở nhà để mà chống dịch đấy, hạn chế đi ra ngoài đường, đặc biệt là những bạn nào mà ở những khu vực thành phố như là Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh á, thì có dịch bệnh nhiều thì các bạn nên hạn chế đi ra ngoài đường để mà thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho mình, thứ hai là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, cũng như là chung tay cùng nhà nước để mà chống cái dịch bệnh virus corona này nha. Và nội dung mà mình muốn làm trong cái video của ngày hôm nay cũng liên quan đến cái dịch bệnh virus corona này, nhưng mà nó sẽ liên quan đến cái con chuột hamster mà các bạn đang nuôi. Tại vì hôm trước mình có đăng một cái video trên kênh YouTube của mình, đó là nội dung là hình như là cái lúc mà ở Việt Nam mình có mười mấy ca nhiễm rồi đó, thì mình đã đăng một cái video đó rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì nó đã được bao nhiêu ta? À 13.000 view. Đấy, 13.389 view, thì mình thấy khá là nhiều và bạn quan tâm. Cái video đó có nội dung là virus corona có lây sang chuột hamster hay là không. Thì trong cái video đó mình chỉ nói gọi là đại khái chung chung thôi, nhưng trong video này mình sẽ nói chi tiết hơn và sẽ có những cái tham khảo của mình từ trên mạng, từ trên những trang web ở trên mạng về cái dịch bệnh virus corona này có lây sang chuột hamster hay là không, để cho những bạn nào mà gọi là thắc mắc á, thì các bạn có thể gọi là đỡ thắc mắc hơn và cũng như là đỡ sợ hãi hơn. Vì mình thấy có khá là nhiều bạn trên cái kênh YouTube của mình á, nhắn tin hỏi mình, bình luận ở dưới video á, thì các bạn rất là lo về cái dịch bệnh này có lây sang chuột hamster không, và từ cái con chuột thì nó có lây sang người nuôi hay là không. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn để các bạn đỡ lo hơn. Rồi, vòng ngày ra thì mình thấy có nhiều bạn á, là trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì ba mẹ các bạn không có cho nuôi mấy con chuột này nữa, mà buộc các bạn là phải thả nó đi hoặc là cho người khác hoặc là bán đi, làm sao đó thì làm đấy, miễn là các bạn không nuôi nữa là được. Thì mình thấy thì những bạn đó thì bị cha mẹ ép như thế thì cũng khá là buồn cho những bạn, cho những các bạn đó, và buồn cho những con chuột đó đấy. Thì thế là nếu như mà các bạn xem được cái video này của mình á, thì các bạn có thể là đưa cho ba mẹ các bạn xem, thì ba mẹ của bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái con chuột hamster này nó sẽ như thế nào. Rồi, và thêm một điều lưu ý nữa là những cái nội dung mà trong video này mình nói á, là đều là những cái suy nghĩ của mình, những cái ý kiến riêng của mình, thì nó có thể đúng hoặc là có thể sai, và nếu như mà đúng á, thì các bạn có thể là nghe và áp dụng theo mình, còn không á, thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới video này để mà góp ý cho mình trong cái video này nha. Rồi, và vào nội dung chính của ngày hôm nay là con chuột hamster thì nó có bị lây nhiễm bệnh virus corona hay là không. Thì cái video hôm trước mình đăng á, thì có mình xuống mình đặt bình luận á, thì có bạn nó bảo rằng là cái con chuột này thì nó sẽ miễn nhiễm đối với cái dịch bệnh này cũng như là tất cả các dịch bệnh khác, thì nó miễn nhiễm. Thì mình thấy cái ý kiến của bạn đó cũng khá là ok, vì hồi đó thì mình nuôi chuột hamster thì mình nuôi cũng khoảng 4-5 năm rồi, thì mình nuôi cũng khá là nhiều dòng, với lại là mình nuôi cho sinh sản nó cái kiểu mình cũng vệ sinh chuồng đồ bình thường, và đến hiện tại thì mình vẫn bình thường, không có bị dịch bệnh hay là bệnh tật gì hết. Và theo những cái gì mà mình tìm hiểu từ hồi bữa giờ á, trên các trang web trên Google đó, thì mình cũng chưa thấy bất kỳ cái trường hợp hoặc là cái thông tin nào hoặc là báo chí có đăng về chuột hamster mà nó bị lây bệnh, nó bị nhiễm bệnh gì hết cả, và không có cái trường hợp nào bị nhiễm bệnh virus corona từ con chuột hamster này hết cả. Vì thế là các bạn có thể yên tâm mà nuôi chuột hamster của các bạn bình thường nha. Thì nói đi thì cũng phải nói lại, thì không có gì là hoàn toàn 100% nha các bạn. Thì người ta thường nói đó là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Vì thế là khi mà các bạn nuôi chuột hamster thì bạn cần lưu ý một số cái lưu ý như sau. Thì những lưu ý này thì theo mình suy nghĩ thôi, và mình muốn chia sẻ cho các bạn, thì các bạn có thể áp dụng theo những cách này để mà nuôi chuột hamster nó hoàn toàn an toàn 100%, nó không bị nhiễm bệnh hoặc là gì hết, thì để đảm bảo sức khỏe cho các bạn cũng như là đảm bảo sức khỏe cho chuột hamster của bạn nha. Rồi, về cái vấn đề mà mua chuột hamster trong thời điểm này á, thì có nhiều bạn hỏi mình là nên mua chuột ở đâu, thì mình chia sẻ với bạn luôn là các bạn nên mua ở những cái shop nào mà người ta uy tín,
những cái shop nào mà có tên tuổi một tí, chứ các bạn đừng có mua chuột mà ở những cái gọi là hội chợ hoặc là những cái chỗ mà người ta bán ở ngoài đường, chọc đường đó thì chuột nó sẽ không có đảm bảo. Thì có thể là những cái con chuột trong những cái bầy đó thì sẽ có những con nó bị bệnh thì nó sẽ lây qua những con khác. Thì có thể là khi mà các bạn trong quá trình bạn nuôi bạn mua con cái chuột mà nó không có nguồn gốc rõ ràng á, thì có thể là các bạn sẽ bị lây bệnh. Thì các bạn mua chuột thì các bạn nên vào shop mua đàng hoàng, hoặc là những bạn nào mà biết ai mà cho chuột sinh sản ở nhà á, thì người ta bán lại cho các bạn, các bạn quen biết á thì các bạn mua đó. Các bạn nên mua những cái chuột, con chuột đó thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ ok hơn và giá cả nó sẽ hợp lý hơn đó. Thì cái người mà người ta cho sinh sản ở nhà thì ít nhiều thì nó cũng sẽ an toàn hơn đấy, người ta chăm nó cũng kỹ hơn là những cái shop người ta bán gọi là công nghiệp thì nó khá là phức tạp. Và trong cái quá trình mà bạn nuôi á thì các bạn nên vệ sinh chuồng thường xuyên. Thì hiện tại mấy con chuột ở nhà mình nuôi á thì khoảng 2 ngày thì mình sẽ thay chuồng cho nó một lần để đảm bảo cho nó sạch sẽ nha. Khi mà các bạn thay chuồng á thì các bạn có thể là các bạn sẽ đeo khẩu trang, hoặc là bạn nào kỹ nữa thì đeo bao tay y tế thì nó sẽ đảm bảo. Rồi các bạn vệ sinh xong, bạn thay lớp chuồng xong thì các bạn lưu ý là phải rửa tay thật là sạch. Các bạn có thể rửa 1-2 lần cho nó thiệt là sạch nha. Tại vì trong cái mùng cưa lớp chuồng hoặc là tất cả các loại lớp chuồng á thì con chuột nó sẽ đi vệ sinh vào đó, thì nó sẽ chắc chắn là có vi khuẩn trong đó. Vì thế các bạn vệ sinh xong thì các bạn phải rửa tay sạch, hoặc là sau khi mà các bạn chơi với mấy con chuột đó xong á thì các bạn phải rửa tay sạch rồi các bạn mới đi bóc đồ ăn các bạn ăn. Và ngoài ra nữa thì các bạn có thể gọi là thường xuyên vệ sinh đồ chơi cũng như chuồng trại cho hamster bằng xà bông, rồi các bạn đem đi phơi nắng lại cho nó thiệt là sạch. Thì thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho mấy con chuột hamster của bạn, thứ hai là đảm bảo sức khỏe cho các bạn trong cái mùa dịch bệnh này nha. Sẽ nói rộng ra nữa là hamster thì nó có lây nhiễm những cái bệnh khác, như là thường á là các bạn nghe hamster thì nó sẽ lây cái nhiễm bệnh dịch hạch đó. Thì hôm nay mình cũng giải đáp cho các bạn luôn để các bạn có thể đỡ thắc mắc hơn. Rồi và sau đây thì mình có hai cái thông tin mình tìm kiếm được ở trên Google á. Thì đây là những cái thông tin mình kiếm trên Google thôi, nó có thể là đúng và có thể là nó sẽ sai, thì các bạn có thể tham khảo qua nha. Thì đây là cái thông tin đầu tiên. Thì tính đến cái thời điểm hiện tại thì các quốc gia mà với phong trào nuôi hamster như là Mỹ nè, Đức, Liên bang Nga, Hà Lan, ngoài ra thì có thể là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc đồ thì người ta nuôi rất là nhiều đó. Và chưa có một cái nghiên cứu nào chỉ được là dịch hạch có thể lây qua chuột hamster, và cũng như là chưa ghi nhận được một cái trường hợp nào mắc bệnh từ dịch hạch từ hamster kể từ phát hiện cái loại chuột hamster này đến ngày hôm nay. Đấy, thì đây là một cái thông tin. Và cái thông tin thứ hai nữa là liệu chuột hamster có thể mang mầm bệnh lây truyền cho con người hay là không, như là bệnh dịch hạch hay là không. Thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Linh Dũng đã cho rằng là chưa có tài liệu nào khẳng định về chuột hamster có thể lây bệnh cho con người, nhưng chuột thường thì lại hoàn toàn có khả năng lây các bệnh nguy hiểm cho con người. Chuột thường ở đây là những cái loại chuột như là chuột cống hay là chuột mà chuột đồng rồi đó, thì nó sẽ lây những cái mầm bệnh. Thì những con chuột đó thì các bạn đã biết rồi đó, thì nó ăn đồ rất là dơ đó, nó ăn rồi chuột thối rồi những cái đồ ăn thối thì nó rất là dơ, vì thế là những con chuột đó nó sẽ lây nhiễm bệnh rất là nhiều đó. Còn đối với con chuột hamster này á, thì các bạn nuôi thì các bạn cho nó ăn gì? Các bạn cho nó ăn ngũ cốc, rồi uống nước thì uống nước sạch, như nhiều bạn kỹ nữa thì cho nó uống nước chín, nấu chín nữa. Như mình hiện tại ở nhà mình cho mấy con chuột mình uống nước nấu chín luôn, thì mình nuôi ít, mình nuôi không có nhiều. Còn những cái con chuột mà chuột thường, chuột cống đó thì nó uống nước rồi nó ăn đồ ăn rồi rất là bẩn luôn. Vì thế là những cái con đó mà cắn các bạn á thì các bạn nên đi chích ngừa. Còn chuột hamster á mà có nhiều bạn bị cắn rồi, có nhiều bạn bị cắn hỏi mình á là chuột hamster nó cắn thì có sao hay là không. Đó, thì theo mình á thì mình bị cắn nhiều lắm rồi mà mình cũng chả thấy như sao có sao hết cả. Ấy, mà khi các bạn bị chuột hamster nó cắn á thì tốt nhất là bạn, thứ nhất là bạn phải đi rửa cái chỗ vết thương đó cho nó sạch, và thứ hai là các bạn lấy dầu các bạn thoa lên là ok, là không có bị gì hết nha. Rồi và thêm một cái thông tin nữa để dành cho các bạn đỡ hoang mang hơn về những cái dịch bệnh mà lây sang chuột hamster hay là không đó, thì các bạn đỡ hoang mang hơn nha. Rồi và thông tin này mình cũng tìm trên Google thôi. Thông tin nó như sau: chuột hamster không phải là loài chuột thông thường, họ chuột như là chuột cống, chuột nhắt, chuột đồng đó, những con chuột đó đó mang nhiều mầm bệnh, là những con chuột cống, chuột nhắt rồi đó thì nó sẽ mang rất là nhiều mầm bệnh, mà thực ra chúng là thuộc họ Praesidae, sinh sống ngoài tự nhiên, thường đào hang và có hai túi má để dự trữ thức ăn. Đấy, hai túi má hai bên nó là để dự trữ thức ăn chứ không phải là nó bị bệnh nha. Có nhiều bạn không biết á thì thấy hai bên cái miệng nó bị phù ra, các bạn tưởng là nó bị bệnh dịch hạch gì đó, thì không phải nha, mà hai bên đó là để nó dự trữ thức ăn để mà nó ăn trong một khoảng thời gian dài. Vì chuột hamster thì khi mà nó tìm thức ăn á thì nó tìm rất là nhiều và nó tha về tổ nó để mà dự trữ ăn rất là nhiều, ăn trong một thời gian dài. Chúng thường sống ở hoang mạc, đấy, bán hoang mạc hoặc là nơi có khí hậu ôn đới,
không phải là chuột đồng thường phá hoại mùa màng. Đấy, thì như các bạn thấy đó, đây là một cái thông tin mà mình tìm ở trên Google thôi. Rồi và đó là những cái thông tin mà mình tham khảo được để cho những bạn nào mà thắc mắc về hamster nó có bị lây bệnh rồi những bệnh là truyền qua con người, truyền qua người nuôi hay là không đó, thì các bạn có thể là an tâm hơn đấy để mà nuôi hamster nha. Rồi và bây giờ mình sẽ tóm gọn lại nội dung cho cái video này. Thì thứ nhất là virus corona thì nó có lây sang chuột hamster và lây sang người chúng ta hay không, thì đến thời điểm hiện tại thì mình đã nói rồi đó, thì chưa có một cái trường hợp nào hoặc là chưa có cái khẳng định nào mà cho biết là cái con chuột hamster này nó lây con virus đó qua con người. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là những cái dịch bệnh khác như là dịch bệnh hoặc đâu đó thì như các bạn đã biết rồi đó, mình đã cho các bạn xem một vài cái thông tin mà mình tìm được ở trên Google rồi đó, thì vẫn chưa có khẳng định nào, chưa có nghiên cứu nào mà khẳng định 100% là con chuột hamster, chuột cảnh hamster nó lây bệnh sang con người. Và trong quá trình mình nuôi khoảng 4 năm nay rồi thì mình vẫn chưa nghe cái thông tin gì hết về việc lây bệnh của con chuột hamster này. Nếu như mà con chuột hamster này á mà nó lây bệnh đó các bạn, thì chắc chắn là những cái báo chí, báo đài hoặc là những cái là đài truyền hình lớn người ta sẽ gọi là viết bài và người ta làm rất là gọi là mạnh để mà có thể gọi là thứ nhất là có thể là cấm nuôi con chuột hamster này luôn. Đó, nếu như mà nó lây dịch bệnh đó nha, đó thì có thể là người ta sẽ công an rồi người ta vào cuộc và người ta sẽ cấm nuôi, cấm buôn bán con chuột này ở Việt Nam luôn. Thật là may á là việc hamster nó lây bệnh sang người là ở Việt Nam chúng ta thì không có, và trên thế giới thì hình như là cũng không có luôn. Vì thế là ở Việt Nam chúng ta hiện tại thì đang nuôi rất là nhiều và cho sinh sản rất là nhiều và rất là đại trà luôn. Chuột hamster này nó đẻ rất là dễ. Thì khi các bạn nuôi chuột á thì các bạn phải chọn lọc một tí để cho nó đảm bảo 100%, thì không có gì là không thể các bạn. Thì các bạn nên lựa chọn chuột nó an toàn, đảm bảo 100%, thì các bạn nuôi thì các bạn nó sẽ an tâm hơn nha. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và các bạn có góp ý gì về cái video này của mình á thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Đó, nếu như được nữa thì có thể là mình làm thêm một cái video nữa, còn không thì mình sẽ kết thúc cái việc là hamster nó truyền bệnh hay là nhiễm bệnh gì cho con người ở trong cái video luôn nha. Mình sẽ kết thúc ở đây luôn. Còn nếu như mà có thể thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa để mà bổ sung thêm nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và trong mùa dịch bệnh này thì các bạn nhớ lưu ý là phòng bệnh nha. Đó thì thôi là mình bị mà nhiễm con virus đó thì cũng không ổn cho lắm nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.